Xin chào các bạn. Đây là cây đu đủ nha. Cây đu đủ này thì có nhiều tác dụng vô cùng các bạn ạ. Đấy, mình sẽ giới thiệu từng phần một nhé. Lá đu đủ thì chúng ta có thể ăn sống. Đấy, lá non kia là chúng ta có thể ăn sống, ăn gỏi sống này. Đấy, lá bánh tẻ thì chúng ta có thể cho vào xào này. Cái lá già thì chúng ta có thể là đun nước uống này. Cái lá đu đủ thì lại chữa tốt cho cái bệnh coi như là sỏi thận, sỏi mật, sỏi gan, các loại sỏi nha các bạn nhé. Đấy, cái hoa của cây đu đủ đực thì lại chữa ho và chữa bệnh ung thư vú. Đấy, cái quả đu đủ thì các bạn biết rồi đó. Nếu các bạn ăn cái quả xanh thì nó cũng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái quả đu đủ chín thì nó cung cấp vitamin A cho các bạn. Đấy. Và cái hột đu đủ thì nó lại chữa cho cái bệnh gai đôi các bạn nhé. Và cái thân cây đu đủ này các bạn sẽ băm nó ra và các bạn xào khô, các bạn đun nước uống thì cực kỳ mát luôn các bạn ạ. Uống nước nó lại ngọt ngọt và nó mát lắm là mát ấy. Nếu như mùa hè mà các bạn kiếm được một ít cái thân cây đu đủ này, các bạn băm ra xong các bạn phơi khô, xong các bạn xào vàng lên, xong các bạn pha nước uống thì gọi là ngon hơn tất cả các loại rễ khác nhé. Các bạn thêm được vài cái lá đinh năng vào nữa thì cực kỳ là thơm. Và cái rễ đu đủ này thì các bạn biết chữa cái gì không? Rễ đu đủ này thì chữa để cho các người bị uống rượu say. Đấy. Uống rượu say thì các bạn lấy vài cái rễ đu đủ xong rồi các bạn hãy một là cho vào miệng nhai, hay hoặc là các bạn giã nát ra xong rồi vắt lấy cái nước cốt của nó uống thì là giã rượu ngay nha các bạn nhé. Đó là mình sẽ giới thiệu, chia sẻ với các bạn cái tác dụng của cây đu đủ từ gốc đến ngọn nhé. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái quả đu đủ chín và cái hạt đu đủ chúng mình có thể làm gì nhé. Và đây là quả đu đủ. Cái quả đu đủ này á thì các bạn có thể cứ thế các bạn ăn cũng được, hay hoặc là các bạn cho vào xay làm sinh tố đu đủ, hay các bạn thêm sữa vào để các bạn là có thể làm kem đu đủ. Đấy. Đấy. Và cái hạt này các bạn biết lý do tại sao mà mình lại bổ quả đu đủ xong mình mới quay cho các bạn biết. Cái hạt đu đủ này cực kỳ tốt trong cái việc chữa gai đôi các bạn nhé. Nếu các bạn bị thoái hóa gai đôi, xương khớp bất cứ chỗ nào thì các bạn hãy dùng cái hạt đu đủ này nhé các bạn nhé. Hạt đu đủ của những cái quả bắt đầu ươm cho đến chín thì cái hạt đu đủ của chúng ta lại càng tốt hơn các loại hạt đu đủ non như các bạn nhé. Đấy. Các bạn hãy lấy những cái hạt đu đủ này và các bạn cho vào một cái cối, các bạn giã nát ra. Các bạn giã nát đi xong các bạn cho tí rượu vào cho mình nhé. Thế xong các bạn hãy lấy, ví dụ như mà các bạn đau ở chân thì các bạn hãy lấy cái rẻ xong rồi các bạn thả cái hạt đu đủ này vào và các bạn cho đắp quấn chặt vào cái chỗ bị gai đôi ấy, kể cả ở cột sống hay là có những người ở gót chân và cũng có những người ở khuỷu tay. Đấy. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn ấy và có một người hàng xóm bị gai đôi, bị gai ở cái gót chân. Thế mình mới chia sẻ cho bà ấy, thì bà bảo nhà bà không có đu đủ và mình sẽ bổ cái quả đu đủ này ra để mình mang cho bà ngay luôn và ngay để cho bà đắp khi không là đau quá. Và hai gót chân là đi không đi được các bạn ạ. Đi chụp chiếu ở bệnh viện thì bác sĩ người ta mách như thế. Thì mà hôm nay nhân tiện là nhà mình có quả đu đủ ươm, nó chưa được chín hẳn đâu, thế là mình mới đem mình bổ ra và mình lấy cái hạt này mình mang cho bà. Còn cái thịt đu đủ này là mình sẽ thái nạo ra, nhỏ ra để mình làm nộm nha các bạn nhé. Các bạn làm nộm cái đu đủ ươm này thì các bạn không phải cho thêm đường. Các bạn cho thêm cho mình một tí chua
cay mặn đấy, và chút rau thơm đấy, và một chút lạc rang hoặc là vừng rang, các bạn trộn vào chua cay mặn, chứ còn các bạn không cần phải cho ngọt nữa nhé. Nạo thật nhỏ, thế xong các bạn sẽ làm cái quả đu đủ này được một đĩa nụ cực kỳ ngon và rất là giòn khi cái đu đủ ương như thế này các bạn ạ. Đây, mình bộ ra nó vẫn còn ương như thế này. Đấy, bình thường thì nếu các bạn muốn ăn chín thì các bạn hãy để cho nó mềm nhũn một chút, hoặc là các bạn muốn làm sinh tố các bạn để mềm một chút xong các bạn làm. Nhưng mà mình vì gấp lấy cái hạt này mang cho bà hàng xóm nên là mình mới phải bổ quả ương này. Cái quả ương này thì ăn lại có cái vị ngon của quả ương các bạn ạ. Đấy, và video của mình chia sẻ về tác dụng của cây đu đủ, toàn thân cây đu đủ. Đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và có nhiều kiến thức trong cái việc tự chăm sóc bản thân mình từ thảo dược. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.